Ngày 5 tháng 2 năm 2023 là sinh nhật lần thứ 38 của Cristiano Ronaldo. Ở vào độ tuổi ấy, hầu hết các ngôi sao sân cỏ đều đã giải nghệ hoặc đã suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc từ giã sự nghiệp. Nhưng CR7 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào về khả năng anh sẽ chấm dứt con đường đầy vinh quang của mình. Siêu sao Bồ Đào Nha vẫn đang chiến đấu như cái cách mà anh đã từng chiến đấu trong suốt 2 thập kỷ qua. Mỗi sinh nhật lại là một dịp thích hợp để chúng ta nhìn lại một chặng đường đã qua trong cuộc đời hay sự nghiệp của bản thân. Cristiano Ronaldo chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Nhất là khi anh đang ở vào một giai đoạn rất cần đến niềm kiêu hãnh từ quá khứ, vinh quang để làm động lực cho hiện tại và tương lai. Một sự tình cờ thú vị khi các sinh nhật cách đây 10 năm và 20 năm của Ronaldo cũng là cột mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của anh. Hãy cùng quay trở lại cách đây 20 năm, khi chàng trai tuổi teen Ronaldo đón sinh nhật lần thứ 18 vào ngày 5 tháng 2 năm 2003. Đó là thời điểm mà Ronaldo vẫn đang khoác áo Sporting Lisbon và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất châu Âu. Mùa 2002-2003 là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của Ronaldo. Ngày 29 tháng 9 năm 2002, Ronaldo có trận ra mắt Primeira Liga trong trận đấu với Braga. Chỉ hơn một tuần sau, ngày 7 tháng 10, anh lập một cú đúp vào lưới của Moreirense trong chiến thắng 3-0 của Sporting Lisbon. Các đội bóng lớn trên khắp châu Âu tất nhiên không thể bỏ qua một ngôi sao trẻ đầy triển vọng như thế. Trong suốt mùa giải 2002-2003, nhiều câu lạc bộ mạnh trên khắp châu Âu đã có liên hệ với Ronaldo. Arsenal và Liverpool có vẻ đã tiến đến rất gần mục tiêu. Huấn luyện viên của Liverpool khi đó, Gerard Houllier, sau này thừa nhận rằng The Kop đã bày tỏ sự quan tâm đến Ronaldo với Sporting, nhưng yêu cầu về lương của anh quá cao với đội chủ sân Anfield. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Houllier kể lại: "Tôi đã thấy cậu ấy ở giải đấu U21 Toulon và sau đó chúng tôi đã theo đuổi Ronaldo, nhưng chúng tôi có quy chuẩn nghiêm ngặt về bảng lương và không thể trả mức lương mà cậu ấy mong muốn." Cựu huấn luyện viên của Arsenal, Arsene Wenger cũng quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha, nhưng sau cùng, pháo thủ đã không thể cạnh tranh với MU. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019, Ronaldo cho biết: "Đó là sự thật, tôi đã ở rất gần Arsenal. Vụ chuyển nhượng đã không xảy ra, nhưng tôi đánh giá cao những gì Arsenal đã làm cho tôi, đặc biệt là Arsene Wenger. Nhưng bạn cũng biết bóng đá là thế nào rồi đấy. Trong môn thể thao này, bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra." MU là đội chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký của Ronaldo với những câu chuyện hậu trường đã được kể lại nhiều lần trong những năm qua. Ngày 16 tháng 8 năm 2003, Ronaldo với chiếc áo số 7 huyền thoại trên lưng được tung vào sân trong trận đấu với Bolton Wanderers ở trận khai mạc Premier League. Cậu nhóc có bề ngoài hơi trẻ trâu đã lập tức tạo ra những pha bóng ma thuật làm nổ tung cầu trường Old Trafford. Câu chuyện về một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới bắt đầu. Bây giờ, hãy cùng cỗ máy thời gian dịch chuyển đến thời điểm 10 năm trước. Đó là ngày sinh nhật thứ 28 của Ronaldo, ngày 5 tháng 2 năm 2013. Ronaldo ở tuổi 28 đã đi được một hành trình rất dài so với cậu thanh niên gầy gò, có gương mặt đầy mụn trứng cá và mái tóc nhuộm highlight quê mùa trước đó 10 năm. Năm 2013, CR7 đã là một biểu tượng toàn cầu nhờ vào những cột mốc đầy ấn tượng của anh. Anh đã giành ngôi vô địch Champions League, giành danh hiệu quả bóng vàng thế giới và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới bóng đá khi chuyển từ MU đến Real Madrid. Ở tuổi 28, Ronaldo đã được công nhận là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh bên cạnh Lionel Messi. Nhưng ở thời điểm đó, Ronaldo vẫn chưa lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Sau khi chuyển đến Real Madrid, CR7 đã có thêm chức vô địch La Liga và cúp nhà vua nhưng chưa thể có lần tiếp theo đăng quang tại Champions League. Về phương diện cá nhân, anh liên tiếp để thua Messi trong những cuộc bình chọn danh hiệu dù luôn thể hiện phong độ rất cao trong màu áo của kèn kèn trắng. Từ 2009 đến 2012, Messi có thêm 4 quả bóng vàng. Với một cầu thủ đầy kiêu hãnh như Ronaldo, điều đó thật sự khó chấp nhận. Nếu như năm 2003 được xem là cột mốc đầu tiên trong câu chuyện về Ronaldo, thì năm 2013 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. CR7 tiếp tục hoàn thiện bản thân để trở thành cỗ máy ghi bàn toàn diện cả trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. Dấu ấn đáng nhớ nhất của Ronaldo trong năm 2013 chính là việc anh ghi cả 4 bàn thắng trong 2 lượt trận playoff tranh vé đến World Cup 2014 cùng đội tuyển Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic. Màn trình diễn siêu phàm đó là một phần lý do quan trọng giúp Ronaldo có được danh hiệu quả bóng vàng 2013, tạm thời rút ngắn cách biệt với Messi và quan trọng hơn, nó mở ra giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Ronaldo những năm sau đó. Từ 2014 đến 2018, Ronaldo có thêm 3 danh hiệu quả bóng vàng và 4 danh hiệu vô địch Champions League cùng với Real Madrid, trong đó có kỷ lục 3 lần liên tiếp đăng quang từ 2015 đến 2018. Bên cạnh đó là 2 danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu các mùa 2013-2014 và 2014-2015. Cũng trong khoảng thời gian đó,
CR7 có được danh hiệu lớn đầu tiên với đội tuyển Bồ Đào Nha khi dẫn dắt Seleção đến với chức vô địch Euro 2016. Đây chắc chắn là chương rực rỡ nhất trong câu chuyện về Ronaldo khi những vinh quang và danh hiệu dồn dập đến với anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đạt đến độ viên mãn trong sự nghiệp, trở thành một biểu tượng không chỉ ở trong bóng đá mà còn là của cả thế giới thể thao. Ở Ronaldo, người ta tìm thấy sự hội tụ của tất cả những giá trị quan trọng nhất của một ngôi sao. Từ tài năng, sự chuyên nghiệp, khát vọng vươn lên, vẻ ngoài hào nhoáng lẫn những câu chuyện đầy tính drama. Thương hiệu CR7 thể hiện sức ảnh hưởng vô tiền khoáng hậu và không ai có thể nghi ngờ về việc Ronaldo nằm trong số những danh thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Thậm chí với nhiều người, CR7 là người vĩ đại nhất. Và bây giờ, hãy trở lại hiện tại. Ngày 5 tháng 2 năm 2023, Ronaldo tròn 38 tuổi. Một chặng đường 10 năm nữa đã lại đi qua. Từ cậu thanh niên 18 tuổi, bước vào độ chín năm 28 tuổi và bây giờ, Ronaldo đang ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Thời gian thì vô cùng khắc nghiệt. Và CR7 có lẽ là người hiểu rõ nhất ngay cả khi anh chưa bao giờ cho thấy dấu hiệu muốn dừng bước. Nếu chia 10 năm từ 2013 đến 2023 ra làm 2 giai đoạn, thì trong 5 năm đầu, Ronaldo đã vươn lên đến đỉnh cao như những gì đã nêu ở trên. 5 năm sau đó, đánh dấu từ bước chuyển là vụ chuyển nhượng từ Real Madrid sang Juventus, là giai đoạn mà Ronaldo bắt đầu có những sự sa sút trong sự nghiệp của mình với đáy dốc là năm 2022 vừa qua. Trong thời gian tại Juventus và mùa giải đầu tiên tại MU, Ronaldo vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. 3 mùa đá cho Juventus, CR7 ghi 101 bàn sau 133 lần ra sân. Trở về với tình yêu đầu MU, Ronaldo cũng có 24 bàn thắng ngay từ mùa đầu. Siêu sao Bồ Đào Nha vẫn tạo ra những khoảnh khắc mà ngoài anh ra không một ai có thể làm được. Nhưng những bất ổn bắt đầu xuất hiện, còn những danh hiệu thì lại xa dần với Ronaldo. Hai chức vô địch Serie A cùng với Juventus là những đỉnh cao hiếm hoi mà anh có được trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2022. Danh hiệu quả bóng vàng cũng không trở lại thêm một lần nào nữa. Ronaldo từng nhiều lần thách thức thời gian nhờ vào sự chuyên nghiệp và khả năng tự chăm sóc bản thân tuyệt vời của mình. Nhưng cuối cùng, sự khắc nghiệt của thời gian cũng không buông tha anh. Vấn đề lớn nhất của Ronaldo có lẽ là việc anh không chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Khi thời vận đã hết, những điều xui xẻo ập đến như một cơn bão. Năm 2022 là một năm đáng quên nhất sự nghiệp của Ronaldo với một loạt những bi kịch cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong cuộc sống cá nhân, Ronaldo trải qua nỗi đau lớn là cậu con trai qua đời ngay từ lúc mới sinh. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trên sân cỏ, anh không thể cưỡng lại được những dấu hiệu tuổi tác. Ronaldo trở nên lạc lõng trong đội hình của MU đang trải qua một cuộc cách mạng với Erik ten Hag. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, CR7 thấy mình trên ghế dự bị và không thể chấp nhận điều đó. Mâu thuẫn nảy sinh dẫn đến cuộc chia tay không êm đẹp ngay trước World Cup 2022. Giải đấu trên đất Qatar là đỉnh điểm của một năm thảm họa với Ronaldo. Giống như tại MU, CR7 bị huấn luyện viên Fernando Santos đẩy lên ghế dự bị sau khi Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng. Seleção bị loại ở tứ kết bởi trận thua bẽ bàng trước Maroc, với những giọt nước mắt cay đắng của Ronaldo trong đường hầm sau trận là điều động lại sau cùng. Trớ trêu hơn cho CR7 khi đây lại là giải đấu mà kình địch số 1 của anh là Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vô địch và chính thức chấm dứt cuộc so sánh xem ai là người vĩ đại hơn giữa hai người. Chuyển tới Al Nassr, với nhiều người là điểm đánh dấu sự kết thúc trong sự nghiệp của Ronaldo. Anh đã muốn trở lại châu Âu nhưng không thành công. Điều này dẫn đến cuộc chia tay với người đại diện Jorge Mendes. Thật khó để một đội bóng ký hợp đồng với một cầu thủ gần 40, trao cho anh ta mức lương cao nhất đội cùng với một vị thế không thể đụng tới. Việc Ronaldo rời môi trường bóng đá đỉnh cao để đến với Saudi Arabia trong mắt đa số các cổ động viên là cách để danh thủ người Bồ Đào Nha dưỡng già và kiếm thật nhiều tiền trước khi chính thức giải nghệ. Suy đoán đó không phải là không có cơ sở khi Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương lên tới 100 triệu euro mỗi năm tại Al Nassr. Nhưng Ronaldo có vẻ không nghĩ như vậy. Giống những cột mốc năm 2003 và 2013, dường như Ronaldo đang chờ đợi một hành trình mới vào sinh nhật năm 2023. Giữa tháng 1, huấn luyện viên Rudy Garcia của Al Nassr gây bất ngờ khi tuyên bố Ronaldo không kết thúc sự nghiệp của mình tại Al Nassr và sẽ trở lại châu Âu. Đó có thể là mục tiêu của CR7. Anh muốn tìm lại cảm hứng chơi bóng ở một môi trường ít áp lực hơn trước khi thêm một lần nữa trở lại đỉnh cao. Tất nhiên, điều đó không đơn giản, nhất là với tuổi tác của Ronaldo. Mặc dù vậy, đừng quên rằng chúng ta đang nói về cầu thủ có ý chí khủng khiếp nhất mà bóng đá thế giới đã từng sản sinh ra. Chẳng phải thế giới bóng đá đã không ít lần tiên đoán rằng Ronaldo đã đến điểm giới hạn của mình rồi việt vị đó sao? Một dấu hiệu cho thấy Ronaldo chưa từ bỏ là việc anh chưa thông báo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha.
ngôi sao sinh năm 1985 vẫn muốn góp mặt tại một giải đấu lớn nữa. Có thể là Euro 2024 khi anh 39 tuổi, hay thậm chí là World Cup 2026 khi đã 41 tuổi. Đây hoàn toàn không phải là điều phi lý, bởi Roger Milla của Cameroon vẫn tham dự World Cup 1994 ở tuổi 42. Mới đây, giới truyền thông cũng hé lộ việc tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Roberto Martinez đã sang Saudi Arabia để xem Ronaldo thi đấu và đã có những cuộc trò chuyện riêng với anh. Dường như, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đang chờ đợi những quyết định của Ronaldo với sự nghiệp quốc tế của mình. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết. Ronaldo còn tiếp tục câu chuyện của mình đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân anh. Liệu còn một trường nào khác mở ra sau ngày sinh nhật lần thứ 38 của siêu sao người Bồ hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Không ai khác ngoài Ronaldo hiểu rõ cơ thể của bản thân mình nhất để tìm ra điểm hài hòa, hợp lý giữa tham vọng và sức lực.